Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách lắp đặt và sử dụng robot hút bụi T9 IV Plus phiên bản 2021 vừa mới ra mắt. Thì đầu tiên khi bóc hộp vậy thì các bạn sẽ thấy ba thành phần chính là đốc sạc lớn, hộp thân máy và hộp các phụ kiện theo kèm. Trong thì đầu tiên khi bạn muốn sử dụng ấy, thì bạn bỏ phần đốc sạc và lấy dây nguồn ở trong hộp phụ kiện. Có phần dây nguồn, các bạn sử dụng cái dây nguồn này nối vào cái cắm ở ổ điện và nối vào dây nguồn phía sau máy. Đó, dây nguồn đấy, các bạn cắm vào, các bạn có thể quấn dây cho gọn lại nếu cần đấy. Sau đó gài vào xe rồi cắm vào dây nguồn. Tiếp theo bạn lấy chổi trong bộ phụ kiện và tháo rời máy khỏi hộp máy để lắp đặt. Đây là thân máy, các bạn sử dụng hai cái chổi này lắp vào hai bên thân máy. Lắp vào thân máy có hai, người ta đánh dấu màu đỏ và màu xanh, các bạn chỉ việc lắp đúng thôi. Sau đó là bạn lật nắp máy, gạt nguồn sang phía bên tay phải có chữ Y. Đấy, các bạn sẽ thấy khi đó đèn sẽ sáng lên. Đấy. Sau đó là các bạn đặt toàn lưu ý là các bạn phải tháo ni lông và cái đai màu vàng này ra nhé. Đấy. Máy bắt đầu khởi động, thông báo khởi động. Sau đó thì các bạn đặt vào đốc sạc. Làm sao để đảm bảo hai cái khớp bạc này tiếp xúc đúng vào hai cái điểm sạc của phía sau. Hoặc là các bạn tăng cái điểm bánh này nó đúng vào cái hõm trên phần sạc là được. Ngoài ra ở theo máy theo kèm ấy thì có một bộ đốc sạc rung, bộ lau rung, thì đây là các cái khăn để các bạn bóc ra, bạn lắp vào đây, nước các bạn châm vào đây, nước lọc hoặc là nước lọc và pha nước lau sàn chuyên dụng, tuyệt đối không sử dụng nước lau sàn thường và tinh dầu vào cái hộp rác này, vào cái hộp nước này. Đấy, các bạn bóc ra, lắp vào đây và lắp vào dưới thân máy. Hiện tại thì thân máy có một bộ sạc khác, bộ khuếch tán mùi thơm. Thì theo máy có một cái hộp sát thơm này để khi các bạn có thể lắp vào cái hầu phía dưới này. Đấy, thì khi trong quá trình di chuyển máy sẽ khuếch tán mùi thơm khắp nhà. Còn việc sử dụng rất là đơn giản, trên máy có một cái nút duy nhất là nút màu sáng này. Đấy, các bạn có thể ấn một nút này là máy sẽ bắt đầu di chuyển toàn bộ sàn nhà. Đấy, tuy nhiên mình bê lên thì vị trí an toàn là máy không hoạt động. Đấy, trong quá trình mà máy đang di chuyển này, các bạn có thể ấn lại nút này thì máy sẽ tạm dừng. Đấy, hoặc là nếu như máy đang tạm dừng, bạn có thể bấm và giữ độ khoảng 5 đến 10 giây, 5 giây thì máy sẽ tự động tìm về sạc, các bạn không phải bê về làm gì cả. Với cơ chế máy này thì máy khi máy về thì toàn bộ rác sẽ được hút vào cái hộp rác lớn này. Đấy. Toàn bộ rác nhỏ ở trong cái hộp rác này sẽ được hút vào cái thùng rác lớn, nên cái việc sử vệ sinh của các bạn sẽ giảm đi rất là nhiều. Thông thường chắc cứ phải một tháng các bạn mới phải đổ rác ở trong cái hộp rác ở trong thân máy này đi. Đấy. Sau đó các thi thoảng thì các bạn lưu ý là vệ sinh cái chổi này, nếu mà nhìn thấy có tóc hoặc là có sợi cuốn thì các bạn gạt cái lẫy màu trắng sang bên tay trái, sau đó các bạn lật cái lẫy này lên. Sau đó các bạn nhấc chổi ra. Đấy, các bạn vệ sinh rồi này, lắp lại cái quy trình lắp lại ngược lại như vừa rồi, thì các bạn đặt chổi vào. Nhưng mà khóa, lưu ý là cái khóa này các bạn làm hết sức cẩn thận nhé, nếu mà gãy thì cái việc xử lý tương đối phức tạp. Sau đó các bạn lắp lại, đặt lại bình thường thôi. Đây, còn đây là cái bộ lau rung của máy, khi nào các bạn mà có nhu cầu lau sạch thì các bạn sử dụng cái này. Còn với máy thì máy sẽ quét hút
và tỏa hương thơm nhờ cái bộ sáp thơm này nếu như bạn không sử dụng đốc ngao lạnh. Chúc các bạn sử dụng thiết bị hiệu quả. Đấy.